Hôm nay chúng ta sẽ có một kiểu chào mới. Bây giờ hôm nay anh em mình sẽ thử chào theo kiểu của đất nước của một trong số các thành viên trong gia đình chúng ta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hả? Điều gì vậy? Nói nhanh. Ê! Đổi người. Đáng không hiểu rồi, còn nói nhanh á. À, sẽ khi trả lời sẽ đọc ngược lại. Assalamu alaikum, alaikum salam. Assalamu alaikum, alaikum salam. Ngược lại à? Tức là chào anh, em sẽ bảo là anh chào. Assalamu alaikum. Xin được chào đón diễn viên Ellie Trần. Em sẵn sàng để có thể đi sâu vào một chủ đề gây tranh cãi đến mức nào? Em sợ những chủ đề quá nhạy cảm. Xin nhờ chương trình đổi luôn chủ đề ngày hôm nay sang sống thử. Tại vì đa phần ấy, phụ nữ là người bị thiệt. Không, hoàn toàn là không. Cái gì mà mình xấu nhất là mình sẽ bộc lộ hết, đối phương nhìn thấy hết. Đàn ông một khi đã sống chung với một người nào đó thì đảm bảo với tất cả mọi người sẽ rất là lười trong cái việc kết hôn. Người phụ nữ thường được đánh giá cao hơn khi cô ấy giữ được trinh tiết cho tới khi về nhà chồng. Tuy nhiên là việc con gái vẫn giữ trinh là một thứ rất cần thiết. Rất cần thiết. Sao bạn đọc cái bẹp kia? Từ lúc bà chị đến lớn đến bây giờ chị chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ lấy một người cô vợ còn trinh. Bởi vì sinh nhật làm gì còn bởi vì đâu? Hiện tại trong xã hội không có. Không còn, bây giờ không còn mà. Con xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.